quán mình có thêm một cái điểm đặc biệt nữa, đó là bên mình có một cái bình trà đá dành cho tài xế. Thì quán mình dùng trà đó là trà hoa đậu biếc, nó kiểu giúp tài xế buổi trưa người ta đi lấy đơn á, nên là một phần để cho mấy anh uống, mấy anh có thời gian mấy anh ngồi chờ cho nó thoải mái được cái chuyện. Về các món trà trái cây bên mình thì best seller nhất có lẽ là trà ổi á, là cách bi con. Nếu mà các bạn đã từng uống rồi á thì nó sẽ có một lát cam bên trên, bên cạnh nó là 5 lát ổi cắt xòe hình bông hoa các kiểu, bên trên nó sẽ có một lớp muối tôm nữa. Bánh ngọt thì hiện giờ bên mình đang có nhiều loại, ví dụ như là bánh trứng, bánh mozzarella, bánh cheese, bánh tiramisu. Cái giá cả trà, các trà món trà trái cây bên mình chủ yếu là đánh mạnh vào những người tiêu dùng như là sinh viên đồ. Món bánh trứng bên mình á, nó cũng là best seller, thì bên mình thực ra là có một người quen nên cũng nhờ làm giùm, thì bên mình đảm bảo được cái chất lượng của bánh trứng. Về phần review về bánh trứng á, thì khách bên mình ăn thì cũng có nói là nó khá là giòn, béo và ngon á, thì là do bên mình cũng hay thay mỗi ngày luôn. Thứ nhất quán mình là trà trái cây thì hiện giờ cũng không phải là nhiều quán mở. Thứ hai là cái nguyên liệu bên mình nó cũng có một chút khác với các quán khác. Theo mình thấy, mình có đi uống á, thì các quán khác là đa số trà trái cây là họ bỏ syrup với trà, còn bên mình có xay cả trái cây vào bên trong nữa. Khi bạn uống á, nó sẽ có một vài cái gọi là hạt trái cây vụn trong đó, gọi là tăng hương vị. Thì về giá cả bên mình sẽ dao động từ 29 cho đến 60 nghìn, thì nó gồm có là trà trái cây, cà phê, bánh ngọt. Quán mình có thêm một cái điểm đặc biệt nữa, đó là bên mình có một cái bình trà đá dành cho tài xế. Thì quán mình dùng trà đó là trà hoa đậu biếc, nó kiểu giúp tài xế buổi trưa người ta đi lấy đơn á, nên là một phần để cho mấy anh uống, mấy anh có thời gian mấy anh ngồi chờ cho nó thoải mái được cái kiểu. Một ngày khoảng từ 30 đến 40, bán được khoảng 30 đến 40 cái bánh. Quán mình hiện tại là có 2 chi nhánh, thì chi nhánh này là lâu đời nhất, mở từ tháng 10 năm 2019 rồi. Quán mình thì mở cửa sáng là bắt đầu nhận khách từ lúc 9 giờ sáng, thì quán mình vào lúc 10 giờ tối là sẽ đóng cửa bắt đầu dọn trà. Giờ đông nhất thì bên mình chia ra 2 giờ, là 1 giờ nó sẽ đông đơn, còn một khoảng giờ nó sẽ đông khách, từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ trưa là tầm đó rất là đông đơn. Nên là nếu mà mọi người có đi uống trà thì mọi người có thể né giờ đó ra đi, tại vì giờ đó shipper rất nhiều. Cái không gian quán mình thì nó cũng không phải là rộng cho lắm, nhưng mà được cái là bên mình chịu khó mua hoa từ Đà Lạt, với lại cách decor nó cũng, mình nghĩ là cũng chắc cũng hơi khác so với các quán khác á, nên là cũng nhiều bạn trẻ đến để chụp hình check-in các kiểu.